Thank you.
lời của Thầy thì chân thật nhiều hơn. Để những người môn đệ của Thầy, trong đó có cô Bảy, là một cái người mà lắng nghe trước khi mà cãi lại, còn những người khác là cãi lại trước khi lắng nghe. Mà cái pháp môn là mình nghe trước để mình quán xuyến. Chứ quý vị và các bạn, nếu mà được cuộc đời này mà có 1000 cái copy ra mà như cô Bảy là tất cả mọi người thành công. Tại vì khi mà người thầy chưa chắc là người thầy mình đúng, nhưng mà khi thấy đúng thầy, cái con đường đi là đúng con đường số 7 đó quý vị. Là cô thường lắng nghe, cô improve, mà ngày hôm nay cô đánh được tại cái snare. Không phải là tại vì bộ trống mới quý vị, cổ trống cũ cô cũng đánh gì, bất cứ một cái surface nào mà cô, mà tất cả cái bộ râm nào mà khi cô ngồi xuống, họ chỉ nói cái điều là cô đánh được. Thành ra thầy tin tưởng cái đường tương lai thầy gọi bằng cô là cái sự kính trọng, chứ không phải cô như ông này là gọi là cô em hay là không phải đâu, là thuộc lại là thầy cô. Em vừa mới execute cái roulette, thay vì em mua 3 trống mà em đứng tại chỗ 1, 2, 3, 4, một y chang vậy đó, rồi cúng một cái technique đó mà em xài cho cha thử coi mình đem. Rồi thầy chào từ Bảo Thiện từ Việt Nam nha. Rồi nhạc phẩm kế tiếp nó có hơi khó, là training cho cổ nhảy lên được cái calypso, rồi cô xải xuống, cô sử dụng luôn cha. Cái đó là cái quý của cái người nghệ sĩ nói chung và cái người trống sĩ nói riêng. Em làm được trong khi người nam cao lắm là 1, 2, 3 điệu, nhưng mà em có thể trộn 4, 5 điệu trong một điệu. Có người question thầy đó, tại sao đánh cha mà phải gà vậy đó? Ủa, nếu mà các em đi học, tại sao cũng cái con đường đó mà người ta chu đi bằng xe đạp mà người ta lại không đi xe hơi? Tụi mình cho tới lẹ, xe đạp thì đi 7 ngày, mà cái xe hơi đi có mấy tiếng nó tới, máy bay chỉ có mấy chục phút phải không em? Yeah. Rồi, mà thầy mà qua thăm em, mà thầy tuốt bên Seattle, thầy đi cho đến là thầy star mà đi xe đạp là râu tóc thầy đến rồi. Lúc mà đứng trước nhà của thầy, sao thầy hẹn em mà 7 ngày trước bây giờ thì tới 7 tháng sau mới tới. Ủa thầy gì? Trời ơi, đi quá bạc gió, đầu tóc và tùm lum nó đi vô đây. Có nghĩa là gì quý vị? Cái pháp môn của mình, cái technique của mình nó làm hay hơn, chứ không phải nói là cha cái đánh từ đầu đó cha nha quý vị. Đừng có lầm tưởng những người khác khi người ta không hiểu gì về cái môn trống, người ta nói trời ơi, đánh cha mà sao cứ pha mấy điệu, là tại vì các em đâu có đi học đâu. A Di Đà Phật nha, cô chính rất là giỏi, 4, 5 điệu và 5 luôn má chấp. Còn những người khác một roulette từ đầu đến một á, mà người ta nâng lên, người ta nói ô đây là bậc trống number one, bởi vì chỉ biết một trong khi cô đã biết 4 rồi. Rồi nhạc sống cha kế tiếp. Để em có cái chân rồi đó. Cái đó là nó dựa cái chân của em rồi. Không cần biết Du là ai. Thank you.
Say goodbye. Don't you know
Trời ơi, chắc mình cần nhớ lắm. Băng nhạc Đức Long vô, thầy cảm ơn Hà Lê, người đẹp Hà Lê nha. Nguyễn Tròn, người mới không em? À?